Gia đình Minh Ngọc chào đón quý vị khán giả đang đến với Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, hiện nay có nhiều nhận định cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn vẫn nên tiếp tục đi làm để có thể chủ động tài chính, không nên chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, bởi có rất nhiều phụ nữ đã bị stress nặng khi quẩn quanh chỉ với bốn bức tường. Và có một câu nói của các anh khiến cho các chị trở nên ám ảnh, đó chính là ở nhà anh nuôi. Và đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện ở gia đình ông Trung và Thủy. Gì anh? Em à? Mai đưa con đi chơi thú. Hứa hả? Hứa rồi. Chết rồi, em gì quên chết? Mất tiền. Ngày anh mai em có một cuộc họp ở công ty. Thôi anh hẹn con ngày mốt đi ha. Ngày mốt đi. Lỡ hứa rồi thất hứa vậy cũng đâu có được em. Trời ơi, bây giờ em đâu có thể nào mà em đi được. Ngày mốt em mới rảnh, ngày mai là em kẹt rồi, em không có xin nghỉ được. Nhưng mà mình lỡ hứa với con rồi, em làm vậy con, em có biết là con em nó bị tổn thương không? Con nít nó mong manh dễ vỡ, nó như một cái khối pha lê trong suốt. Nó đã ướm sẵn rồi là ngày mai nó sẽ được đi chơi. Tự nhiên một cái gì mà vừa đen rồi nó bay xẹt qua một cái. Mình có bị lố quá không? Lâu. Hứa với con thì bây giờ á, em đang kẹt làm ở công ty, em không đi ngày mai được. Thì ngày mốt cả hai vợ chồng mình cùng dắt con đi nếu mà anh muốn. Còn nếu không thì anh dắt con đi trước đi. Thì em nghĩ làm một bữa được không? Không có được, ngày mai là em có một cuộc họp rất là quan trọng. Gì? Họp quan trọng hay là đi thăm người yêu cũ? Gì? Em đã nói là cái chuyện đó là qua rồi nha. Anh cũng đồng ý bỏ qua nha. Không có được nhắc lại nha. Có nghe rõ chưa nha? Ây da, thì biết rồi nhưng mà em phải hiểu chứ. Con mình nè, nó còn nhỏ, nó còn ham chơi. Hứa với người ta rồi, không cho con người ta đi. Em thấy nó bị kỳ không? Nè. Em nói một lần nữa. Ai nếu mà bây giờ anh muốn đi đúng ngày giờ với con, ngày mai anh dắt con đi một mình. Còn nếu như mà anh muốn em với anh cùng đi với con cho con nó vui thì anh đợi em ngày mốt. Còn cái này là công việc của em không thể nào bỏ được, chứ đâu phải là em không muốn đi với anh với con. Công việc hoài nói ra chút kia em là công việc vậy thôi. Nghỉ làm đi, ở nhà đi, anh nuôi cho. No. Làm gì no? Không bao giờ. Ngay từ ngày đầu em đã nói với anh ha, lúc mà anh mới cưới em là em đã giao kèo rồi, đúng không? Em đã nói là em sẽ không nghỉ làm để ở nhà nội trợ. Anh đồng ý rồi, bây giờ anh nói vậy làm sao? Hả? Làm sao? Hả? Mà lúc trước đó là khác, bây giờ là khác. Khác gì? Hồi đó lúc chỉ có hai mình thôi, hai đứa mình thôi, đúng không? Thì bây giờ có con rồi, ít ra em cũng phải ở nhà chứ. Em đi làm đó em nhớ không? Đó, con á, bị ăn hiếp ở trên trường á, em cũng bận. Rồi sao? Rồi em thấy con mình bị gì em thấy không? Bây giờ anh đổ lỗi cho em hả? Anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm gì thì chúng ta cùng trách nhiệm đi. Vậy chẳng là em để anh đi làm đi. Điều kiện kinh tế anh có mà. Anh nuôi hai mẹ con em luôn. Em đã nói rồi ha, em không có cần anh nuôi em. Dứt khoát là em không nghĩ làm. Nói chuyện đi mà. Em như vậy là không hay là knock out? À, hột vịt lộn hả? À, không. Vậy có nghĩa là em vẫn lắng nghe anh nói đúng không? No. Ủa vậy sao kỳ vậy? Vì em, anh ấy là em. Oh. Hey. Anh đang chờ cái câu này. Em nghỉ việc là đúng. Để em ở nhà, em lo cho con cái, lo cho gia đình. Để no. Là không nghỉ việc hả? Má. Sao con? Chồng con nói đúng đó con. Má là một người phụ nữ rất công bằng trên cả cái thế gian này.
nó không bằng. Cái nào đúng là nó nói đúng, cái nào sai mới nói sai rồi. Chồng con nói con nghỉ ở nhà chăm sóc cho con cái, lo cho gia đình là đúng. Không đúng. Gì vậy? Mẹ sao vậy? Ủa mẹ, ý sao? Tôi là má chú, kịp lúc nghe tôi mới thấy là mấy người đó ăn hiếp con gái tôi nghe. Hai má con xúm lại ăn hiếp con gái tôi, nghĩ sao vậy hả? Trời đất ơi, tôi nói cho chị biết, bây giờ là thời đại gì, thế kỷ gì, phụ nữ phải đi làm để tự chủ được tài chính của mình, hiểu chưa? Trời ơi, đó là gia đình mới được hạnh phúc, hiểu chưa? Nói cái gì? Chị nghĩ vậy sao đó? Vậy? Trời ơi là trời, mỗi một gia đình mỗi khác, từ khi mà nhức đầu quá, nhức đầu quá, quẹo lại, nhức đầu quá. Hỏi lại đi, quẹo lại đi. Tôi nói biết từ khi mà con dâu tôi nó về cái nhà này, chưa bao giờ nó đầy đủ cái bổn phận đối với dâu con ở trong nhà. Tôi nói chị biết không? Đâu có phải là tôi là cái ông Dương đó. Chị đi nhức đầu không? Sao nhức đầu? Trời ơi, ngược đổi ngược lại đi, mạnh đứa nào đứa đó đi đi. Trời ơi, vậy đừng có ai được đi theo ai hết trơn á. Mà tôi nói gì nghe hả? Tại sao vậy? Tại sao mày bắt con gái tôi ở nhà hả? Không có một cái người phụ nữ nào mà không hạnh phúc khi được chồng nuôi. Hooray! Chồng lo lắng. Hooray! Chồng cưng chiều. Ở nhà chỉ lo cho con mà thôi. Trách nhiệm của làm mẹ, làm vợ, làm con dâu. Mai là con gái tôi nó đi làm, nó kiếm được tài chính, mà nó còn bị, trời ơi, nó còn bị hành hạ vậy. Còn nếu mà nó ở nhà, nó ở nhà thì sao, trời ơi, nó còn bị hành hạ cỡ nào nữa. Sao? Tôi cho chị biết, nó là con gái tôi có quyền quyết định. Sao chị nói sao? Tôi nói như thế này. Sao? Chị bắt con gái tôi ở nhà. Sao? Không lẽ chị bắt con trai tôi ở nhà? Sao? Chị bắt con gái tôi ở nhà. Sao? Không lẽ bắt con trai tôi ở nhà? Tôi không cho nó ở nhà. Không, tôi bắt nó phải ở nhà. Không, tôi bắt nó phải đi làm. Không, bắt nó ở nhà. Ôi, nó đi làm. Không, nó phải ở nhà. Ôi, nó đi làm. Ôi. Thảo phải làm gì trong tình huống này, trong khi hai bà mẹ thì đang rất căng thẳng với nhau, và làm cách nào để chúng ta có thể hóa giải được tất cả, cũng như là dàn xếp mọi thứ thật êm đẹp? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này cùng chuyên gia tâm lý Thạc sĩ Tonya. Xin chào chị. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Bí kíp hạnh phúc. Như chị Tonya vừa rồi cũng đã theo dõi câu chuyện ở nhà anh nuôi, nghe rất là nhẹ nhàng nhưng em thấy một áp lực rất kinh khủng sau câu nói này. Đúng rồi, Minh Ngọc biết không, nó có những cái giai đoạn chuyển đổi á, khá là thú vị. Đó là phim, mình gọi là dòng phim ngôn tình á, được chiếu á, thì cũng với cái câu là cái lúc mà tán tỉnh nhau đó là đó đại loại như là cưới về đi rồi thôi ở nhà anh nuôi. Thì khi mà mình hỏi, mình làm một cái khảo sát lâm sàng nhỏ nhỏ trên sinh viên của mình là những bạn trẻ nha, tức là những bạn mà chỉ tầm mới khoảng là từ trong tầm 17 tuổi cho đến khoảng 22 tuổi á, thì các bạn gọi là cái cảm giác của các bạn khi xem cái phân đoạn phim đó sẽ là trời nó lãng mạn quá cô, trời em cũng chỉ ước là em tìm được một người đàn ông như vậy. Nhưng khi mình cũng là cái phân đoạn phim đó, mình hỏi những bạn thuộc cái nhóm phụ nữ ở độ tuổi lớn hơn, tức là tầm trong khoảng 30 cho đến 35, thì cái phản ứng của cái nhóm này sẽ là như thế này. Thì nghe cũng vui nhưng mà thôi không có ham. Tại sao lại không ham à? Tại vì ở đó thực sự thì với cái đặc trưng độ tuổi đó nó đủ để chúng ta tin một điều rằng là với trải nghiệm của thực tế, họ hiểu rằng là đây thực sự không phải là một giải pháp tích cực cho nhiều phía. Người phụ nữ với những cái vai trò của mình, và khi họ không được thoải mái từ bên trong và họ không cảm thấy hài lòng với cái giải pháp đó, thì tất cả những cái trạng thái tâm lý tiêu cực nó sẽ được chuyển hóa qua cái con đường thực hiện vai trò. Như vậy thì nó sẽ trở thành một bà mẹ không hạnh phúc, nó sẽ trở thành một cô vợ rất hay dằn hắt ông chồng và kém tự tin, nó sẽ trở thành một cô con dâu mà ở đó có thể không có được cái sự cởi mở để có thể sống chung một cách ôn hòa. Như vậy thì thực ra câu chuyện nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là cứ ở nhà đi anh nuôi bởi vì thu nhập của anh cao, bởi vì vấn đề lúc này không còn là thu nhập nữa. Dạ, và em nghĩ là chính người phụ nữ cũng nên tự lập về tài chính của mình. Đúng, và mình rất thích bà Phụng, mặc dù là lát nữa cái vai trò của cô Phụng mình sẽ tính sau, nhưng mà mình thích cái tư duy của cô Phụng trong cái việc nuôi dạy con cái. Đó là việc mà khi tôi sinh ra một đứa con, cái vấn đề không phải là nó là con trai hay con gái, mà vấn đề là nó phải biết tự lập. Thực ra chúng ta hay nói về sự tự tin và tự trọng, nhưng mà chúng ta tự tin và tự trọng được khi nào? Khi chúng ta tự thân lo được những cái việc thuộc về nhu cầu của chúng ta thôi. Nhưng mà bây giờ dù chị Hảo có muốn đi làm
thì cũng phải qua được cái ải của anh chồng và mẹ chồng nữa cơ. Anh chồng là qua rồi đó. Nếu như mà chúng ta để ý nha là chúng ta thấy là cũng có qua qua rồi đó. Bây giờ là ải mẹ chồng nè. Nhưng mà chưa có kịp gì hết là mẹ chồng xuất hiện. Thực ra nếu như mà đây chỉ là một giả định và mọi sự so sánh thì đều gặp kiển. Nhưng nếu như mình là Hảo trong trường hợp này mình sẽ làm gì? Mình sẽ lắng nghe hai bên nói xong rồi. Mình rủ ông chồng thôi anh lên phòng. Nghĩa là bằng một cái cách nào đó chúng ta với đối tác chính. Đối tác chính ở đây là chồng đó, là anh Hoàng đó. Chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau là chuyện này chỉ có em với anh quyết thôi. Như vậy thì khi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau rằng là bây giờ em đi làm thì như thế nào trong cái việc thực hiện các cái vai trò còn lại, thời gian ra làm sao, cách thức như thế nào, mình đưa ra những cái giải pháp gì cho cái câu chuyện đảm bảo an toàn cho con, rồi lo lắng cho gia đình, rồi thực hiện cái trách nhiệm làm con ở trong nhà với ba mẹ, thì hai vợ chồng sẽ cùng bàn tính với nhau để làm điều đó. Nhưng đó phải là câu chuyện của hai vợ chồng, sẽ không nói rằng ai có lý hay không có lý, tại vì lúc đó nó chỉ làm bùng lên cái ngọn lửa mâu thuẫn thôi. Chúng ta hãy để cho hai người tự bình tĩnh lại và chúng ta xác định rằng là đây là chuyện mà hai vợ chồng mình bàn với nhau, và bàn ở một cái nơi mà cam đoan rằng chỉ có hai vợ chồng biết, chứ chúng ta cũng đừng gọi là hạn chế cái sự can thiệp của nhiều bên thì nó sẽ rất là rối ren cho câu chuyện. Và việc ở nhà anh nuôi nghe rất đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Đúng. Đặc biệt là với những chị ở nhà khi quẩn quanh với bốn bức tường thôi thì lại cảm thấy tù túng và thậm chí là bị căng thẳng, bị stress nữa. Đúng rồi. Thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy có một vài trường hợp trong cuộc sống á, về cái vỏ hình thức á, là đúng là ở nhà anh nuôi và cái người phụ nữ đó họ hạnh phúc lắm. Nhưng hãy xem cái cuộc sống của họ một ngày 24 giờ như thế nào khi ở nhà anh nuôi. Ở nhà anh nuôi tức là thực ra không cần phải đi làm thuê bên ngoài. Và em ở nhà nhưng mà em đang quản lý một cái cơ ngơi. Em đang có những cái trách nhiệm cố định với những cái công việc tạo ra thu nhập. Nói một cách khác đó là thực ra mình đang đi làm việc. Có điều là mình không phải làm việc cho một người khác mà mình làm việc cho gia đình. Lúc này không phải anh nuôi đâu mà anh trả lương đó. Như vậy thì cái quan trọng nhất ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị đi làm á, nó không chỉ đơn giản đó là cái câu chuyện về thu nhập. Mà cái quan trọng ở đây là một ngày 24 giờ trôi qua tôi cảm thấy rằng là cái sự tồn tại của tôi có ý nghĩa. Và cái thứ hai đó là cái sự tồn tại có ý nghĩa đó nó phải gắn bó được với một cái câu chuyện đó là làm cho tôi yên tâm về vị thế của mình. Và khi chúng ta yên tâm về vị thế của mình đó là khi nào? Khi một, chúng ta có sức mạnh về kinh tế. Cái thứ hai đó là một cái cuộc sống an toàn, tức là người ta thừa nhận cái công việc của tôi là một công việc hợp lý và người ta ủng hộ tôi làm cái điều đó. Và tôi được chia sẻ cái công việc đó. Như vậy thì ở nhà anh nuôi thực ra nó không phải là một giải pháp tốt và không phải là một giải pháp có thể áp dụng cho bất cứ người nào. Chúng ta phải rất là suy xét để thấy được rằng bản chất của cái việc ở nhà anh nuôi, mà nếu như con người ta hạnh phúc thì nó phải đến từ cái việc là mặc dù ở nhà nhưng công việc người ta vẫn có và người ta vẫn được đóng góp. Thêm nữa đó là sự mở rộng các mối quan hệ, nó sẽ làm cho bản thân chúng ta trưởng thành lên từng ngày. Có một cái câu người xưa nói như vậy nè, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Đó, có nghĩa là thực ra thì cái việc đó có nghĩa là bạn phải bước ra bên ngoài, bạn phải có nhiều mối quan hệ, bạn phải được trải nghiệm trong nhiều hoàn cảnh sống để bạn có thể tự rèn giũa chính mình, rồi cập nhật kiến thức, rồi gia tăng kỹ năng và làm cho bản thân mình trở nên phát triển hơn. Mà khi chúng ta phát triển thì có nghĩa là chúng ta đem cái hiệu ứng đó đến cho những người xung quanh mình. Chúng ta sẽ là một bà mẹ tự tin thì con mình sẽ lớn lên một cách đầy tự tin. Chúng ta là một cô vợ tự tin thì chúng ta cũng sẽ biết cảm thông cho chồng và không ghen bóng ghen gió, bởi vì ở nhà dễ suy diễn. Chúng ta bước ra bên ngoài, chúng ta thấy mọi người đối xử với nhau một cách bao dung, chúng ta cũng có thể thấy được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Thế thì quay ngược về nhà, chúng ta gặp bố, gặp mẹ, gặp cha, gặp anh chị trong nhà, chúng ta hiểu rằng đây là người thân và đây là người thân thì mình phải đối đãi như thế nào cho nó thực sự là có tình cảm. Thì cái giá trị của cái việc đi làm nó còn nằm ở những cái điều như thế nữa, và thực ra đó là giá trị cơ bản. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chủ đề này, để chúng ta thấy được sự độc lập tự tin sẽ mang đến giá trị tuyệt vời cho những người phụ nữ. Còn bây giờ đây, Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí kíp hạnh phúc cho gia đình của mình vào khung giờ quen thuộc 16:40 thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây, Minh Ngọc và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Muốn mà đánh thức bé yêu dậy có hiệu quả, mình phải dùng âm thanh và hành động kết hợp. Ngày mai để bác kêu cho. Trời đất ơi, ngủ nữa hả?